Em xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em 10 chiếc đồng hồ và một chiếc đồng hồ đập hộp anh em nhé. Và đây toàn là những chiếc đồng hồ mang những cái nét đẹp vintage xưa rất là cao anh em ạ. Và nhất là chiếc đồng hồ thứ 11 anh em ạ, là một phiên bản đồng hồ còn full book đập hộp rất là giá trị anh em nhé. Và một bản đồng hồ kịch độc, và tí nữa em sẽ gửi đến tất cả các anh em. Và trong video này thì cũng có những chiếc đồng hồ mà duy nhất tại thị trường Việt Nam mình, cũng chỉ có một mẫu thôi, và anh em cùng đón xem anh em nhé. Đây, ví dụ như có những cái chiếc đồng hồ giá trị sưu tầm rất là cao anh em nhé. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả chi tiết những nét đẹp của chiếc đồng hồ này. Và cách thức mua hàng thì anh em ở xa, anh em có thể cọc cho em 10% giá trị sản phẩm và em sẽ gửi hàng đến tận tay đến tất cả các anh em. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết hàng nguyên zin chính hãng, và nếu anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em chịu trách nhiệm hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và bản đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Rado anh em ạ. Phiên bản đồng hồ được làm từ thép không gỉ nguyên con và zin nguyên bản 100% anh em nhé. Và bản đồng hồ Rado này thì cũng rất là hiếm, bởi vì là có một cái thiết kế hình lục giác rất là, nhìn nó rất là sang, và các cọc số nổi này, anh em thấy nhìn cái dial lên mặt trắng hai lòng và các cọc số nổi có hai lịch ở vị trí góc 6 giờ, người ta gọi là lịch lọc anh em ạ. Nó đúng zin có logo. Chiếc đồng hồ này thì nguyên zin 100%, chưa spa làm lại bất cứ cái gì cả anh em ạ. Rado Golden Sealock 3 cá ngựa anh em nhé. Và em rất thích những cái bản đồng hồ Rado này, bởi vì là bình thường ấy, những cái bản đồng hồ Rado ấy thường là những bản, một là dáng tròn, hai dáng vuông, nhưng kiếm được những chiếc đồng hồ dáng lục giác như thế này rất là khó anh em nhé. Dây nguyên zin Rado và nó có cái độ giãn nở của thiết kế dây. Và anh em nào mà đang quan tâm những cái bản đồng hồ Rado này thì anh em hãy nhanh tay sở hữu, bởi vì rất là ít có tại trường Việt Nam mình anh em ạ. Size mặt 38mm anh em nhé, mỏng 11,5mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nó có độ giãn nở nên là cổ tay đầm một chút thì cũng vẫn vừa, cổ tay bé thì cũng vẫn vừa anh em nhé. Đó, một bản đồng hồ Rado chạy với bộ máy tự động mỏ neo còn xoay anh em nhé. Rất là đẹp, zin nguyên bản 100%. Và bản Rado này thì bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng, mã số 1 anh em nhé. Cũng rất là lâu rồi em mới về được một chiếc đồng hồ Rado mà đẹp thế này anh em ạ. Và bản đồng hồ mã số 2 đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ, thương hiệu Kami Sima anh em nhé. Một chiếc đồng hồ cũng zin nguyên bản 100%. Anh em thấy cái sợi dây của nó cũng rất là giá trị, sợi dây mắt cá rất là đẹp. Và bản đồng hồ Sima này thì có một cái thiết kế kiểu dáng quả trứng bé và các cọc số được làm nổi này. Đây là nền mặt trắng nguyên zin, thiết kế kiểu hai kim hoàng gia. Và bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé, và được sản xuất vào những năm 1960. Bản đồng hồ này thì nguyên zin 100%, đúng zin này, đúng và logo cũng như là cái bên logo dưới góc số 12 giờ thì nó giống nhau. Và tình trạng chiếc đồng hồ này còn rất là đẹp. Size bằng là size 34mm anh em nhé, mỏng nó chỉ có 7mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ Sima này tông màu đờ mi rất là đẹp, sang trọng, nhìn nó thanh lịch lắm anh em ạ. Và mã số 2 bên em đang giao lưu là 3.900.000 đồng anh em nhé. Và mã số 3 mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ One Time Deluxe chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Bản đồng hồ này thì cá nhân em đánh giá nó là một chiếc đồng hồ cũng rất là đáng được sưu tầm, bởi vì là cái thiết kế của nó dáng tròn vintage này với một cái size mặt rất là lớn anh em nhé, 35mm, và mỏng nó chỉ có 9,5mm thôi. Cái thiết kế của chiếc đồng hồ này vô cùng tinh tế, đơn giản và thích hợp cho anh em công sở. Thì nó vàng bọc còn rất là đẹp, đáy còn nguyên zin và đúng zin có logo chữ W, biểu tượng của thương hiệu What Time anh em ạ. Anh em thấy không, ở bốn chân càng nó làm quặp rất là ôm tay.
và cân xứng ở vị trí cọc 12 giờ phía bên dưới có logo Watson rồi anh em nhé. Nhìn nó rất là đẹp và chạy với bộ máy cơ con 21 GB. Dây là một cái sợi dây da bò màu xanh lá vi, và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem bản đồng hồ Watson này. Nó nhìn vô cùng là lịch sự anh em ạ. Anh em mà quần áo sơ mi diện chiếc đồng hồ Watson chính hãng Thụy Sĩ như này thì cũng rất là đẹp. Và mã số 3 bên em đang giao lưu là 3.900.000 đồng anh em nhé. Chiếc đồng hồ mã số 4 trong video ngày hôm nay là một phiên bản đồng hồ cá nhân đợt em rất là yêu thích, một chiếc đồng hồ Mivane chạy với bộ máy cơ con lên dây và được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé. Anh em thấy bản đồng hồ này nó có đẹp không ạ? Cái đai ở nền mặt nó làm hiệu ứng bắt sáng rất là tốt, nhìn nó bóng và đẹp anh em ạ. Nước vàng anh em thấy không? Nên bã trầu cái nước vàng này nhìn nó rất là vintage, đúng là hoài cổ anh em ạ. Và độ mỏng hoàn hảo anh em nhé, chạy với bộ máy lên dây mà, và đáy được làm từ thép. Anh em thấy đáy có dòng chữ Swissmade, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé. Và bản đồng hồ này thì cũng hội tụ rất là nhiều nét đẹp, có một vị trí lệch góc 3 giờ này, chạy với bộ máy cơ con lên dây 17 GB. Và dây là một sợi dây da bò màu nâu đỏ, size mặt thì cũng chuẩn size vintage xưa, size 34.5mm, và mỏng nó chỉ có 9mm thôi anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Mivane chính hãng Thụy Sĩ rất là đẹp, em rất là yêu thích bản đồng hồ này, mỏng dính anh em ạ. Và bản đồng hồ mã số 4 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 5 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu của Oris nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em ạ. Anh em cũng biết đến thương hiệu này rồi, đời mới thì nó rất là nhiều, nhưng kiếm được những chiếc Oris cổ super như thế này rất là khó anh em nhé. Và một cái thiết kế dáng tròn vintage, các cặp số nổi anh em này. Và bản Oris Super 17 GB này thì có một cái thiết kế với các cặp số hình kiểu răng cá mập, nó giống như những cái cặp số của những con Omega công tê bát khoái cọc răng cá mập anh em nhé. Và khung vỏ của bản đồng hồ này thì được bọc vàng hồng với cái nước vàng bọc 10 micron anh em ạ. Anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy còn nguyên sớ và nó có chuyện đáy 10 micron này, rất là đẹp. Và bản đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng, size mặt 33mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em nào mà cổ tay vừa vừa một chút, tầm 15-16 đeo bản này thì vô cùng là đẹp anh em ạ. Những anh em cổ tay bé thì rất là khó kiếm đồng hồ, nhưng đeo những bản đồng hồ vintage này thì nó phù hợp với những anh em cổ tay bé anh em nhé. Và bản Oris này bên em đang giao lưu mã số 5 giá 4.500.000 đồng. Tiếp theo mã số 6 trong video ngày hôm nay là một bản đồng hồ đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng Bulova. Và đây cũng là một trong những cái chiếc đồng hồ mà cá nhân em đánh giá rất là cao, bởi vì là nó có một cái thiết kế cực kỳ là đẹp anh em ạ. Anh em cùng nhìn cái vân mặt của nó sơ dọc, nhìn nó rất là sâu. Và bản đồng hồ này cũng rất là lâu năm rồi mà nó còn giữ được cái tình trạng mà nó đẹp như thế này, nói là nguyên zin 100% anh em nhé. Từ mặt này, kính này, đến núm này, núm zin, khung vỏ bọc vàng. Và đây là một cái phiên bản đồng hồ kỷ niệm anh em ạ. Kỷ niệm là như thế nào? Kỷ niệm là cái thời điểm mà người ta mua cái bản đồng hồ này để người ta cho biếu tặng ấy nhau, thì người ta thường khắc những cái dịp nhân dịp nào đấy để tặng những cái người bạn, người thân của mình, thì cái họ nhờ hãng để triện cái ngày kỷ niệm đấy. Và tại sao nó giá trị? Bởi vì là chắc là không có chiếc thứ hai anh em ạ, nên là nó giá trị. Và bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ cót tay anh em nhé, 30 GB. Và anh em nhìn cái phía mặt của nó nhìn rất là sâu. Và bản đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xám lông tròn, nó tương với cái nền mặt này, tương tự với cái nền mặt này, nhìn nó rất là sang. Và size mặt của bản đồng hồ này là size 34mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem, vô cùng là độc đáo và thanh lịch anh em ạ. Đấy, Bulova 30 GB, chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay nhá. Và em đang giao lưu là 4.500.000 đồng mã số 6 anh em ạ. Và
Tiếp theo trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ mã số 7. Và chiếc đồng hồ này thì cá nhân em đánh giá một chiếc đồng hồ độc nhất tại trường Việt Nam. Anh em cùng nhìn tại sao nó độc. Ở phía trước mặt anh em ấy là một chiếc đồng hồ, nói là đây, em xoay ở dưới ánh điện cho anh em xem. Dial này mặt nó làm hiệu ứng lốc xoáy cực kỳ đẹp, và tình trạng chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ hàng nót anh em nhé, kim rốn, và nó là một chiếc đồng hồ rất là đẹp, tinh tế và sang trọng. Cartier 15 ruby và kim rốn nó trôi nhìn nó rất là mượt, và bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Anh em cùng em lên cót và xem nó hoạt động như thế nào. Anh em thấy không, bốn chân càng của nó còn rất là sắc bén, nó mỏng dính anh em ạ. Anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy này. Tình trạng của chiếc đồng hồ này nó là xuất sắc anh em ạ, 60 tuổi rồi mà cái thiết kế nền mặt xám vàng lốc xoáy như thế này này thì phải nói là cũng không có chiếc thứ hai tại trường Việt Nam mình đâu anh em ạ. Cartier 15 ruby rất là đẹp, sang và vô cùng tinh tế anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái sai mặt cũng rất là lớn anh em nhé, được em kết hợp với một sợi dây da lộn, và có một cái sai mặt là sai 35mm anh em ạ, mỏng nó chỉ có 9,5mm thôi. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái dial này mặt, nó rất là đẹp bóng, và phải nói là Việt Nam không kiếm được chiếc thứ hai với cái dial này mặt này đâu anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem, vô cùng sang trọng. Và bản đồng hồ Cartier này thì bên em đang giao lưu mã số 7, 10.500.000 đồng anh em nha. Anh em có thể bỏ tiền ra mua được những cái bản đồng hồ Omega, nhưng mà nhiều khi là không mua được cái chiếc đồng hồ này đâu anh em ạ, nó quá hiếm. Và chiếc đồng hồ mã số 8 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em nha, dòng quân đội, với một cái dial nền mặt xanh ngọc vô cùng hiếm tại trường Việt Nam mình, và gần như là không có chiếc đồng hồ thứ hai đâu anh em ạ. Bản đồng hồ Phantom Watch này thì chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé, và chạy với bộ máy cơ cót lên dây 21 GHz. Anh em cùng nhìn cái dial nền mặt màu xanh của nó rất là sâu, nhìn nó rất là đẹp, và dòng quân đội tất cả thì được làm từ thép không gỉ nguyên con, và chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Anh em cùng nhìn cái dây da bò màu xanh rất là đẹp, nó cùng tông màu với cái dial nền mặt anh em nhé. Và bản đồng hồ này thì các cọc số kiểu điểm nhấn vàng và tông đờ mi. Bản đồng hồ này thì có một cái size mặt là size gần 33mm, mỏng 10mm anh em ạ. Và anh em nào mà đang muốn tìm cho mình những cái bản đồng hồ mà cùng mệnh với mình, nhất là anh em mệnh mộc và mệnh hỏa, thì đừng bỏ lỡ chiếc đồng hồ Phantom Watch này, rất là sang trọng. Và mã số 8 bên em đang giao lưu là 8.200.000 đồng anh em nhé. Chiếc đồng hồ mã số 9 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu mà phải nói là cực kỳ nổi tiếng, thương hiệu Sanzot anh em nhé. Và bản đồng hồ này thì có một cái dial nền mặt nó vô cùng là độc anh em ạ, chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Và bản đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé. Tại sao chiếc đồng hồ này nó giá trị? Nó giá trị ở những cái điểm nào? Anh em cùng chiêm ngưỡng này. Bản đồng hồ Sanzot này thì có một cái dial nền mặt vàng mỡ gà với một cái họa tiết thiết kế nó làm thủ công anh em nhé. Chứ hồi xưa họ không dập được cái nền mặt này đâu anh em ạ. Người ta phải thiết kế rất là cầu kỳ, vẽ ở trên một cái dial nền mặt nó khó như thế này, thiết kế những cái hoa văn họa tiết rất là kiểu ở những cái thiết kế họa tiết của những cái cung điện châu Âu anh em ạ. Và anh em nhìn thấy không, nhìn nó cực kỳ là sang trọng, và kiếm được mẫu đồng hồ thứ hai tại trường Việt Nam mình cực kỳ khó anh em nhé. Đấy, mỏng dính anh em ạ, khung vỏ bọc vàng đang lên ba trầu, đáy được làm từ thép nguyên zin, và bản đồng hồ núm zin này. Đấy, dây là được em kết hợp với một sợi dây bọc vàng cùng tông màu. Size mặt là size 33.5mm, mỏng 12.5mm anh em ạ, mỏng nó chỉ có 70mm thôi anh em nhé, em nhìn nhầm. Và bản đồng hồ này thì
em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Vô cùng thanh lịch và độc đáo anh em ạ, sang trọng lắm anh em ạ. Và mã số 8 bên em đang, mã số 9 em đang giao lưu là 7.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 10 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ một cái thương hiệu vua mắc. Thương hiệu này cực kỳ ít có tại trường Việt Nam mình anh em ạ. Và anh em cùng xem này, thương hiệu vua mắc, độ mới cũng rất là cao anh em nhé. Bản đồng hồ này, này là một trong những cái phiên bản đồng hồ em rất là yêu thích, bởi vì là nó chạy rất là chuẩn xác và cái thương hiệu nó cũng độc, với một cái thiết kế nó trẻ trung đấy. Anh em mà quần Âu áo sơ mi đeo những cái bản đồng hồ này thì phải nói là quá tuyệt vời anh em ạ, đẹp sang trọng và đáy được làm từ thép. Anh em nhìn ở những cái bốn chân càng của nó còn nguyên cái sớ, nó đẹp lắm anh em ạ, hay đúng zin, tổng thể zin nguyên bản 100%. Và bản vua mắc này được em kết hợp với một sợi dây da bò xanh, size mặt là size 34.5mm, mỏng 9.5mm anh em ạ. Rồi, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Cái bản đồng hồ vua mắc lên tay vô cùng là đẹp và sang trọng. Mã số 10 bên em đang giao lưu là 5.500.000 đồng anh em nhé. Và siêu phẩm trong video ngày hôm nay mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Timbuk. Và anh em nào đang mua sưu tầm cũng như mua cho vào bộ sưu tập của mình thì đừng bỏ lỡ chiếc đồng hồ giá trị này. Một bản đồng hồ Bulova còn nguyên zin. Đấy, hộp này, sổ này, cái sổ của nó rất là giá trị, nó đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Và một chiếc đồng hồ này anh em cùng chiêm ngưỡng, độc nhất tại trường Việt Nam và độ mới. Nếu mà có bản đồng hồ thứ hai thì nó không có chiếc đồng hồ nào mà đẹp hơn, cá nhân em dám khẳng định với tất cả các anh em. Bởi vì là em cũng đã có sưu tầm được đến bây giờ là cũng vài chiếc đồng hồ như này rồi, nhưng mà bản đồng hồ này là một trong những cái chiếc đồng hồ mà cá nhân em đánh giá nó rất là cao, bởi vì cái nước vàng bọc của nó rất là đẹp anh em nhé. Và tình trạng nguyên zin 100% như thế này thì kiếm được những mẫu đồng hồ thứ hai rất là khó anh em ạ. Anh em cùng chiêm ngưỡng này, một cái thiết kế bốn chân càng nhện nó rất là độc đáo, khung vỏ bọc vàng nguyên con 100%, dây bọc vàng 10k, sợi dây chun anh em nhé, còn có thẻ hệ tạc gắn vào cái sợi dây này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng này, một bản đồng hồ Bulova 23 GL, đấy, đúng zin có logo và độ mỏng hoàn hảo. Anh em cùng chiêm ngưỡng cái bốn chân càng 10k gold fill anh em nhé. Và bản đồng hồ này thì anh em nào mua cho biếu tặng cũng như là cho vào bộ sưu tập của mình rất là giá trị anh em ạ. Size mặt của bản đồng hồ Bulova này có size mặt là 33mm, mỏng nó chỉ có 8.5mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nó phải nói là độc đáo, và nó anh em nào mà đang muốn sưu tầm cho mình những chiếc đồng hồ mà dị và hiếm có tại trường Việt Nam mình thì đừng bỏ lỡ sản phẩm này. Bulova 23 GL. Và bản đồng hồ này thì nguyên zin, nguyên hộp, và tổng thể hộp Bulova này thì bên em đang bán với một cái mức giá là rất là hợp lý cho anh em chơi những cái bản đồng hồ độc này, và nhiều khi là anh em có tiền cũng không thể mua được đâu anh em ạ. Và bản đồng hồ Bulova này bên em đang giao lưu là 14.500.000 đồng anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì hãy nhanh tay gọi điện để em tư vấn thêm anh em nhé. Và vừa rồi em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 11 chiếc đồng hồ và một chiếc đồng hồ độc hộp, là 12 và 11 chiếc anh em nhé. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì bên em đều cam kết hàng nguyên zin chính hãng, và nếu anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và anh em nào quan tâm thì anh em hãy nhanh tay gọi điện để em tư vấn thêm. Và em xin cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video này.